cái sàn ở tầng 2 đang đổ bê tông. Mình quay cho mọi người cảnh đổ bê tông nha. Đó, cái đây lên cao ha. Đấy, kiểu lên hơn nhiều. Trời mưa nữa chứ, đang đổ bê tông mà trời mưa. Bữa giờ canh quá trời luôn, hôm nay mới quay được cảnh này á, mà xuống trời mưa nữa chứ. À, chạy lên coi thử nha. Trời đang mưa các bạn ơi. Thì phải đi ké qua cái tràn bữa đây. Đang đổ bê tông mà trời mưa. Chiều về. Hôm nay họ ấy rồi, đi mượn cầu thang bên đây lên đỡ nè. Ồ, mấy anh cà kê cho trời mưa vẫn đổ bê tông nè. Cho em quay xíu nha. Có mấy rồi mà cũng còn vất vả hả? Đẩy kéo không mà. Một thang dưới luôn hả? Thấy được cho thưởng đâu, ủa sao em nói mà ai nghe điều khiển hay vậy chứ? Có anh ở trên đây anh cầm cái bộ điều khiển ở đây rồi. Nói nó nghe, nói không nó nghe. À, nói không nghe. Từ từ nữa anh. Không hài.